Đây, những chậu hoa ngọc thảo rất là đẹp các bạn nhé. Hiện tại thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đã đến Tết âm lịch năm 2020. Hiện tại thì thị trường hoa Tết rất là sôi động. Hôm nay mình ở tại vườn thì sẽ giới thiệu với các bạn về một số các loại hoa rất được hay sử dụng vào các dịp Tết. Trước mắt các chị và các bạn là những chậu hoa ngọc thảo rủ. Đây là chậu hoa ngọc thảo rủ này, màu rất là đẹp nhé. Màu hồng cam, được trồng ở trong chậu treo có đường kính khoảng 40 cm này. Và đây là cái chậu màu tím, ở giữa thì màu trắng nhé. Đây, đây là chậu màu hồng này. Hoa ngọc thảo rất là xài hoa ngọc thảo rủ nhé. Này thì chúng ta có thể treo, làm chậu treo hoặc các bạn có thể đặt xuống làm thảm cũng được. Này, chậu này rất là đều và rất là nhiều nụ này, những cái nụ con ở trên đầu. Đấy, rất là nhiều nhé. Đây đó. Ngọc thảo này đặc điểm của nó rất là xài hoa và ưa khí hậu mát mát mẻ, các bạn phải duy trì độ ẩm. Đấy, thì hoa nó sẽ là xài, rất là xài và bổ sung các loại phân bón. Thường là hòa loãng phân bón đầu trâu để tưới bổ sung thêm, tránh trường hợp mà bón phân trực tiếp vào gốc làm cho rễ nó yếu, bị sót và chết. Và giá thể thì gồm có sơ dừa, chấu hun hoặc chấu tươi trộn với đất cộng với phân bò hoặc là phân gà đã ủ hoài mục. Chú ý là phải ủ hoài mục nhé. Đây là chậu màu đỏ này. Những chậu này thì rủ tương đối rất đều. Đó, đây màu cam này, cực đẹp luôn. Đủ các loại màu sắc nhé. Đỏ, hồng, cam, vàng, hồng, rất là nhiều. Về nguyên tắc lựa chọn hoa ngọc thảo thì cũng giống như là hoa xạ yến thảo thôi. Hôm trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn về cách chọn, thì chúng ta phải chọn những chậu hoa ngọc thảo khỏe mạnh, nhìn lá xanh, ngọn mập và nhánh đều nhá, nhánh tỏa đều về các hướng. Đấy. Thứ nhất là quan sát bằng mắt thường, làm sao nhìn thấy cây nó khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, vàng lá hoặc là gốc không bị thối lũn, ngọn nhiều. Và đặc điểm nữa là phải xòe đều nhiều ngọn về bốn hướng thì chậu hoa nó mới cân đối. Chậu này thì bắt đầu đang ra hoa này, còn nụ rất là nhiều này. Chậu này bắt đầu ra hoa, chắc là mà Tết sẽ rực rỡ. Đây là màu đỏ, đỏ đậm, đỏ nhung này, cực kỳ sai hoa luôn. Đó. Chậu này cực kỳ là đều này, rất là đều, chồm ra cả
ngoài chậu bốn hướng đều nhau, chậu này rất là đẹp đấy. Đấy, các bạn quan sát xem, đều bốn hướng nhé, rất là nhiều hoa nụ và cây rất là khỏe mạnh, ngọn mập này, nụ nhiều nhiều ngọn nhiều nhiều nụ này. Đó, đây những chậu này tương đối là tốt, rất là đẹp à. Đó, các bạn nên chọn những chậu lá xanh ngọn mập đều bốn hướng nhiều nụ. Đấy, màu cam này. Rất đẹp đây. Wow, cái màu này rất là lạ này. Màu đỏ, đỏ thẫm ấy. Còn đây là màu cam này. Màu đỏ, đây đỏ đậm này. Cái cây này thì nó lại cao hơn so với những cái kia một chút. Đấy. So cao hơn này. Đó. Giá của những, chắc là các bạn quan tâm đến giá của những chậu hoa này đúng không? Thì hiện tại những chậu hoa dại cha hoa ngọc thảo rủ như này, trồng được trồng trong chậu treo, thì giá của nó trên thị trường chắc là người bán lẻ nó khoảng 90 đến 100 ngàn. Thì tại vườn thì nó khoảng 80 ngàn các bạn nhé. Nếu các bạn mà mua số lượng liều nhiều tại nhà vườn thì chắc chắn là giá sẽ được ưu đãi hơn. Những cái chậu này trên thị trường chắc chắn là bán khoảng trên 100 ngàn, nhưng mà tại nhà vườn thì các bạn có thể mua với giá rẻ hơn, và đặc biệt là những bạn mà mua số lượng lớn thì sẽ có giá ưu đãi đặc biệt. Rồi, đây là màu hồng này, và mình thấy một cái màu trắng, mời các bạn xem cái màu trắng nhé. Đó, rất nhiều người mua đủ các loại hoa màu sắc, thì ở đây thì có đủ các loại màu sắc. À, đây có một con châu chấu đấy, yeah. Đang chuẩn bị ăn hoa đấy, chứng tỏ là hoa gần như là ít sâu bệnh, ít phun thuốc, nên là cái con châu chấu này nó mới đang chuẩn bị ăn lá nhé. Thôi mình kệ nó thôi, cho nó ăn cũng chả sao. Đấy, màu trắng tinh rất là đẹp nhé. Màu trắng thì số lượng nó ít hơn, tại vì có lẽ là cũng có màu đỏ là nhiều người mua nhất, nhiều người thích nhất. Sau đó đến các màu cam, màu vàng, màu hồng, còn màu trắng thì cũng có người thích, nhưng mà số lượng chắc là ít hơn, vì vậy số lượng trồng cái hoa màu trắng sẽ ít hơn so với các loại hoa màu khác. À, đây là màu trắng này, cũng khá là sai. À, những chậu hoa ngọc thảo lung linh được trồng trong chậu treo rất là đẹp. Cực nhiều nụ và bông nhá. Cực sai luôn. Rồi,
video giới thiệu về hoa ngày Tết, mà trong video này mình giới thiệu một loại hoa rất là đẹp mà rất được nhiều người yêu và lựa chọn để chơi Tết, đó là hoa ngọc thảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái kênh của mình, đồng thời xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.